Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cát Tường nha. Sẽ có một số hoa giấy cặp đôi ghép nhiều màu, giá tốt cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha quý cô chú anh chị. Rồi em chào chị. Dạ em chào anh Thái à. Dạ xin chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho em mấy clip vừa rồi à. Dạ hôm nay em có lên số hoa giấy mới luôn nha cô chú anh chị. Anh chị bữa nay lên clip mới nha. Dạ hôm nay là em lên clip 1C á cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị cũng thương tình ủng hộ cho nhà vườn của em ạ. Dạ em xin được đưa thông số ạ. Mã số hôm nay là mã số C nha quý anh chị em. Dạ 1C. Gồm một cặp. Dạ em xin được đưa thông số. Dạ chiều cam đo được là 63. Dạ tán ngang là 37 ạ. Dạ vòng cổ em đo được là 16 ạ. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 65 ạ. Dạ tán ngang là 33. Dạ vòng cổ em đo được là 13. Dạ cặp 1C này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 300 ngàn nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất gồm có Mandarin quý anh chị em. Cây thứ hai là Adana và tiểu Ấn Độ. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp thêm lên mã 2C. Gồm một cặp quý anh chị em. Dạ, cây thứ nhất là kim cương trắng và kim cương vàng. Dạ em xin được nó không số ạ. À. Dạ chiều cam đo được là 60. Dạ tán ngang là 37. Dạ vòng cổ là 12 ạ. Dạ cây thứ hai. Dạ chiều cao đo được là 53. Dạ tán ngang là 33. Dạ vòng cổ đo được là 11 ạ. Dạ cây 2C này em xin giao lưu là 250 nha cô chú anh chị. Rồi một cặp cây thứ hai gồm có trắng tuyết, tím lá xanh, tím tuyết, hồng tuyết. Dạ, cây này thì nó bị tàn nhẹ quý anh chị em. Dạ bị lỗi nên em chỉ bán có 250 thôi chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo em lên mã 3C. Dạ. Cẩm thạch quý anh chị em. Em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 59. Dạ tán ngang là 32. Dạ vòng cổ đo được là 11. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cao đo được là 54. Dạ tán ngang là 38. Dạ vòng cổ đo được là 13. Dạ cặp 3C này em xin giao lưu đấy cô chú anh chị là 280.000 nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất gồm có bờ lai can, cẩm thạch đỏ lửa, cẩm thạch vàng quý anh chị em. Cây thứ hai gồm có cam cầu vồng, cẩm thạch tím tuyết, bờ lai can. Dạ, một cặp này là mỗi cây 3 màu. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo lên một cặp 4C. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 50. Dạ tán ngang là 30. Dạ vòng cổ đo được là 12. Dạ cây thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 52. Dạ tán ngang là 34. Dạ vòng cổ đo được là 13. Dạ cây 4C nè, cặp 4C này em xin giao lưu là 280.000 của chú anh chị. Cây thứ nhất gồm có bờ lai can, cẩm thạch trắng, cẩm thạch đỏ lửa. Cây thứ hai gồm có bờ lai can và cẩm thạch vàng của anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo em lên mã 5C. Một cặp tiểu Ấn Độ. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 53. Dạ tán ngang là 30. Dạ vòng cổ đo được là 10 ạ. À. Dạ cây thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 42 ạ. À. Dạ tán ngang là 34 ạ. À. Dạ vòng cổ đo được là 12 ạ. À. Dạ cặp 5C này em xin vô lưu tới cô chú anh chị là 260.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp thêm lên một cặp 6C. Dạ. Cây thứ nhất gồm có Mandarin và tiểu Ấn Độ anh chị em. Dạ được, xin được đo thông số ạ. Dạ chiều cam đo được là 58 ạ. Dạ tán ngang là 39. Dạ vòng cổ đo được là 15. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cao đo được là 56 ạ. Dạ tán ngang là 40. Dạ vòng cổ đo được là 15 ạ. Dạ
Cây sáo xơi này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 280 ngàn nha cô chú anh chị. Cây thứ hai gồm có tiểu Ấn Độ và Arana quý anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 7C ạ. Cây thứ nhất Arana tiểu Ấn Độ. Cây thứ hai là một màu tiểu Ấn Độ quý anh chị em. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cao em đo được là 68 ạ. Dạ tán ngang là 41 ạ. Dạ dòng cỏ em đo được là 14 ạ. Dạ cây thứ hai. Dạ chiều cao em đo được là 62 ạ. Dạ tán ngang là 43. Dạ dòng cỏ em đo được là 12 ạ. Dạ cặp 7C này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 280.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là một cặp 8C. Cặp hồng găng. Dạ em xin đo thông số ạ. Dạ chiều cao đo được là 41 ạ. Dạ tán ngang là 36 ạ. Dạ dòng cỏ đo được là 13. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cao đo được là 45 ạ. Dạ tán ngang là 34 ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 10 ạ. Dạ cặp 8C này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 250 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là một cặp 9C. Cặp mini nha quý anh chị em, cẩm thạch nhiều màu. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 39 ạ. Dạ tán ngang là 28 ạ. Dạ dòng cổ là 10 ạ. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 43 ạ. Dạ tán ngang là 31 ạ. Dạ dòng cổ đo được là 11 ạ. Dạ cặp 9C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 220.000 nha cô chú anh chị. Cây 3 4 màu anh chị em, bờ lai can, cẩm thạch trắng, cẩm thạch đỏ lửa, cẩm thạch cam cầu vồng. Dạ, em xin được xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là một cặp 10C ạ. Cây lá xanh nhiều màu và một cây kim cương quý anh chị em. Dạ, em xin được đo thông số. Dạ, chiều cam đo được là 50. Dạ, tán ngang là 33. Dạ, mình cỏ đo được là 11 ạ. Dạ cây thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 37. Dạ tán ngang là 35. Dạ dòng cỏ đo được là 11 luôn ạ. Dạ cặp 10C này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 220.000 nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất gồm có kim cương trắng, kim cương hồng và kim cương đỏ. Cây thứ hai là trắng tuyết, đỏ rất vi da, tím lá xanh, hồng tuyết của anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 11C. Một cặp cành vàng lá ngọc. Dạ em xin được đo thông số ạ. Dạ chiều cam đo được là 49. Dạ tán ngang là 33. Dạ dòng cỏ đo được là 10 ạ. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cam đo được là 60 ạ. Dạ tán ngang là 38 ạ. Dạ dòng cổ cũng đo được là 10 ạ. Dạ cặp này, cặp 11C này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 230.000 nha cô chú anh chị. Cành vàng lá ngọc trắng hồng và đỏ anh chị em, mỗi cây 3 màu. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 12C. Cây thứ nhất tiểu Ấn Độ và tím bướm anh chị em. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 48 ạ. Dạ tán ngang là 36 ạ. Dạ dòng cỏ đo được là 10 ạ. Dạ cây thứ hai. Chiều cam đo được là 51 ạ. Dạ tán ngang là 36 ạ. Dạ dòng cỏ đo được là 10 ạ. Dạ cặp 12C này em xin vô luôn tới cô chú anh chị là 220.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 13C. Một cặp tím siêu bông. Tím siêu bông. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 42. Dạ tán ngang là 33.
Dạ dòng cỏm đo được là 7 ạ. Dạ cái thứ hai. Dạ chiều cao đo được là 52. Dạ tán ngang là 36. Dạ dòng cổ em đo được là 7 luôn ạ. Dạ cặp 13C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 160.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 14C. Một lá xanh nhiều màu anh chị em. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cao đo được là 50. Dạ tán ngang là 42. Dạ dòng cỏ đo được là 12 ạ. Dạ cây này em cây 14C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 280.000 cô chú anh chị. Đỏ rất pizza, trắng tiết, tím tiết, hồng tiết và tím lá xanh anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ, tiếp thêm lên một cây 15C ạ. À. Rugo rành rau anh chị em. Dòng mới ha, hoa đổi màu. Dạ, em xin được đo thông số. Dạ, chiều cam đo được là 78 ạ. À. Dạ. Tán ngang em đo được là 41 ạ. À. Dạ. Dòng cổ em đo được là 13. À. Dạ. Một cặp ổ lộn. Một cây 15C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 300.000 cô chú anh chị. Rồi gạo đang lên hoa anh chị, dòng này hoa rất là dài. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là một cây 16C ạ. Phụng hoàng lửa anh chị em, sạch hoa chân. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 69 ạ. À. Dạ tán ngang là 47 ạ. À. Dạ dòng cổ em đo được là 14 ạ. À. Dạ một cây 16C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 300.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin, ha. Xin xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là một cây 17C. Cây này để sổ cao anh chị em. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 89 ạ. À. Dạ tán ngang là 52 ạ. À. Dạ dòng cổ em đo được là 15 ạ. À. Dạ một cây 17C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 300.000 nha cô chú anh chị. Cây này gồm có hồng tiết, tím tiết, trắng tiết, ca da ta quý anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo một cây 18C. Hồng gân chân châu quý chị em. Cây này đang sổ búp ha, hoa rất đẹp. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 72 ạ. À. Dạ tán ngang là 59 ạ. À. Dạ dòng cổ em đo được là 25 ạ. À. Dạ một cây 18C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 480.000 nha cô chú anh chị. Dạ em xin được xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là một cây 19C. Cẩm thập nhiều màu anh chị em. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cao đo được là 71. Dạ tán ngang là 47. Dạ, quỳnh cỏ em đo được là 14 ạ. À. Dạ, một cây 19C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 280.000 cô chú anh chị. Gồm có bờ lai canh, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch hồng, cẩm thạch vàng. Dạ, em xin được xuống cây ạ. À. Dạ, tiếp theo là mã 2, 20C. Tiếp tục vẫn là cẩm thạch 5-6 màu của anh chị em. Dạ, em xin được đo thông số. Dạ, chiều cam đo được là 80 ạ. À. Dạ tán ngang là 47 ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 13. Dạ. Một cây 20C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 280.000 luôn nha cô chú anh chị. Rồi có cẩm thạch đỏ, cẩm thạch vàng, tím siêu bông, cẩm thạch hồng. Bờ lai canh. Dạ, em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là một cây 21C. Ba màu anh chị em. Bờ lai canh, tím tiết và tím siêu bông.
Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cao đo được là 61. Dạ tán ngang là 49. Dạ dòng cổ em đo được là 17 ạ. Dạ một cây 21 C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 260.000 nha cô chú anh chị. Ba màu cẩm thạch siêu bông. Dạ. Em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã một cây 22 C. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cao em đo được là 55. Dạ tán ngang là 43. Dạ mình cổ em đo được là 13. Dạ một cây 22 C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 240.000 nha cô chú anh chị. Gồm có trắng tuyết, đỏ rết pizza, hồng tuyết, tím lá xanh của anh chị em. Dạ. Bốn màu. Em xin được xuống cây ạ. Dạ tiếp theo em xin lên một cây 23 C. Tiếp tục là cẩm thạch nhiều màu. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 72 ạ. Dạ tán ngang là 55 ạ. Dạ dòng cổ em đo được là 16 ạ. Dạ một cặp 23 C này em xin một cây một cây 23 C này em xin vô lô tới cô chú anh chị là 300.000 cô chú anh chị. Gồm có Milo, cẩm thạch cam cầu vồng, tím siêu bông, cẩm thạch trắng. Dạ em xin được xuống cây ạ. Lô này ghép 5-6 màu nhưng mà một số nó chưa lên quý anh chị em. Dạ tiếp theo em lên một cây 24 C. Dạ em xin được đo thông số. Dạ chiều cam đo được là 61. Dạ tán ngang là 51. Dạ dòng cổ em đo được là 20. Dạ một cây 24 C này em xin giao lưu tới cô chú anh chị là 300.000 cô chú anh chị. Gồm có bờ lai can, Milo, cẩm thạch đỏ lửa, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch vàng. Nói chung là 5-6 màu anh chị em. Dạ em xin được xuống cây ạ. Dạ mã 24 C là mã cây cuối clip của em mà. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã thương tình ủng hộ cho nhà vườn em vừa mấy clip vừa rồi ạ. Dạ kính chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Cát Tường nha.